Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình nhận được một cái máy yêu cầu nâng cấp RAM và ổ SSD nha các bạn. Đó, nâng cấp RAM và ổ SSD. Thì cái dòng máy này là Dell 5520 nha các bạn. Sẵn đây mình làm cái video để mình hướng dẫn các bạn cách gắn thêm nâng RAM, cách nâng RAM và gắn ổ SSD nha. Đó, đây là cái mặt sau. Các bạn tháo bốn con ốc ở cái nắp dưới ra để các bạn lấy cái nắp ra nha. Lấy nắp ra thì tất cả RAM và ổ cứng nó nằm ở mặt dưới nha các bạn. Tương đối là đơn giản. Có những cái dòng máy phải bung hết máy ra để mình nâng cấp ổ cứng hoặc là RAM nha các bạn. Còn cái đối với cái dòng máy này, mình chỉ cần mình đẩy cái nắp sau ra thì cái ổ cứng và cái RAM nằm ở mặt sau nha các bạn. Đó, sau khi lấy cái nắp ra, bạn thấy cái ổ cứng. Đây là cái ổ cứng HDD, đây là RAM. Đó, bây giờ mình sẽ tháo bốn con ốc của cái ổ cứng ra nha các bạn. Ổ này là ổ HDD. Giờ mình sẽ tháo ra để mình gắn cái ổ SSD vào nhé. Lấy bốn con ốc ra. Sau đó mình sẽ lấy cái ổ tháo cái ổ cứng cũ ra nha các bạn. Đó, dùng cái vít đẩy nó lên, đẩy nhẹ lên và kéo nó ra, kéo nhẹ nó ra thôi nha các bạn. Đó, tương đối dễ dàng. Chú ý thao tác nha. Đẩy nó lên và kéo nhẹ nó ra. Tiếp đến là mình lấy hai thanh RAM ra nha các bạn. Đây hai thanh RAM, 2 GB, mỗi thanh là 1 GB á. Đó, các bạn đẩy nhẹ cái bát ở bên hông á, nó sẽ nhả thanh RAM ra nha các bạn. Nó nhả thanh RAM, mà lấy thanh RAM ra. Đó, cái bát đó nó giữ chặt thanh RAM, cái mặt lõm ở thanh RAM bên hông đó nó giữ chặt lại nha. Chỉ cần mình đẩy cái bát ra là tự động nó nhả thanh RAM ra nha các bạn. Ok, sau khi tháo ra những cái linh kiện cũ ra đó, bây giờ mình sẽ lắp cái ổ SSD và RAM mới vào nha các bạn. Đó, ổ SSD 120 GB và thanh RAM 4 GB vào nha, lắp một thanh thôi nha các bạn. Giờ mình sẽ tháo cái bát của cái ổ cứng cũ ra, mình gắn qua cái ổ cứng mới nha. Gắn cái bát vào ổ cứng mới và mình lắp vào trong cái khay của cái laptop nha các bạn. Đó, bạn chú ý khi mình tháo ra thì cái vị trí của ổ cứng cũ á, mình đặt nó tương xứng với cái bát nha. Sau đó mình sẽ đặt cái ổ cứng mới, cái vị trí ổ cứng mới á nó giống như ổ cứng cũ nha các bạn. Đó, đặt cái vị trí ổ cứng mới giống như cái ổ cứng cũ và sau đó mình sẽ đẩy nó vào trong cái bát. Mình không cần phải quan tâm là mặt trên hay mặt dưới nha, đặt đúng cái vị trí giống như cái ổ cứng cũ á, sau đó mình sẽ đẩy nó vào. Sau khi đẩy nó vào, mình sẽ dặn bốn con ốc để mình cố định cái bát vào trong ổ cứng mới nha các bạn. Rồi, bây giờ lắp cái ổ cứng mới vào trong cái khay của cái laptop. Đó. Sau khi lắp vào các bạn cố định nha, cố định bốn con ốc lại cho nó cứng nha các bạn. Dặn lại, siết chặt lại. Bây giờ mình sẽ lắp cái thanh RAM 4 GB vào trong cái khe RAM. Bạn chú ý thanh RAM nó chia làm hai phần á.
phần dài và phần ngắn, ở chính giữa có một cái khe á, chú ý nha. Tương tự cái khe RAM ở dưới nó cũng chia làm hai phần nha các bạn. Chính giữa nó chia ra một khe, một phần dài, một phần ngắn. Các bạn đặt thanh RAM tương ứng hai cái phần vào trong, các bạn đặt cái thanh RAM tương ứng nha các bạn. Phần dài nằm tương ứng với phần dài, phần ngắn tương ứng với phần ngắn nha. Sau đó mình đẩy cái thanh RAM vào, đẩy sát vào nha các bạn. Đó, đẩy sát vào cho cái phần lõm của thanh RAM nó sát vào, nó khít vào cái phần lồi của cái khe RAM nha các bạn. Đó, đẩy sát vào và đẩy nhẹ xuống, đẩy nhẹ xuống. Sau đó nó sẽ hai cái bát hai bên của khe RAM á, nó sẽ giữ chặt cái thanh RAM, giữ chặt thanh RAM. Đó, nó giữ chặt vào cái mặt lõm của thanh RAM. Đó. Đó, các bạn thấy cái mặt lõm của thanh RAM đó, nó sẽ giữ chặt, nó sẽ được giữ chặt bởi hai cái bát hai bên nha các bạn. Nhớ nha. Đó, bây giờ mình sẽ đóng nắp lại. Sau khi gắn cái ổ SSD và thanh RAM vào, mình gắn nắp lại nha các bạn. Cái việc đấu lắp linh kiện mình đã hoàn thành rồi nha. Giờ mình sẽ test xem coi nó có nhận hay không nha các bạn. Đó, đóng nắp lại, siết ốc lại nha. Và kiểm tra xem coi nó đã nhận ổ cứng SSD và thanh RAM chưa nha các bạn. Đây, mình vào trong BIOS á, mình thấy là phần Memory Information á, nó là 4GB nha. Còn cái phần RAM Memory Hard Disk Drive nó là 120GB nha các bạn. Chính xác là nó đã nhận cái ổ SSD và thanh RAM 4GB rồi nha các bạn. Đó, RAM Memory Hard Drive 120GB là ổ SSD của mình á. Đó, đây là memory 4GB. Đó, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách lắp ổ SSD và thanh RAM vào trong cái máy E5520 nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.